Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với review. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin về một sản phẩm vừa được chính thức trình làng bởi thương hiệu Redmi, một thương hiệu con của Xiaomi. Và đó chính là chiếc Redmi Note 7 với những nâng cấp mạnh mẽ hơn so với bản thông thường đang bán ra thị trường. Vậy thông tin chi tiết về sản phẩm này như thế nào thì hãy cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên về phần ngoại hình và thiết kế thì chiếc Redmi Note 7 Pro thì nó sẽ có thiết kế và ngoại hình nó không khác gì so với bản thông thường mình đang cầm trên tay đây. Chính vì thế nên nó sẽ có 3 màu sắc cơ bản, đó là xanh, vàng và màu đen. Trong đó màu xanh, màu vàng thì nó sẽ là làm theo cái dải gradient, nó sẽ thay đổi màu sắc theo cái góc nhìn của ta. Tiếp theo về màn hình thì Redmi Note 7 Pro có màn hình giọt nước 6.3, tỷ lệ là 19.5:9. Màn hình này có độ phân giải là Full HD Plus và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 và có các chế độ riêng cho việc đọc sách hoặc là trong điều kiện ánh nắng mặt trời để làm sao mà ở bất kỳ điều kiện nào thì máy đều hiển thị tốt và hiển thị rõ các nội dung. Tiếp theo về cấu hình thì đây sẽ là một trong những điểm nâng cấp của Redmi Note 7 Pro so với chiếc Note 7 thông thường, đó là máy sẽ dùng con chip Qualcomm S675 thay vì S660 và máy sẽ có bộ nhớ RAM tối đa lên tới 6GB, dung lượng bộ nhớ trong 128GB và sẽ cài sẵn phiên bản Android 9 cùng với giao diện MIUI ngay khi xuất xưởng. Tiếp theo đó về thời lượng pin thì Redmi Note 7 Pro sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng là 4000mAh. Viên pin này nó tương tự như là chiếc Note 7 thông thường, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0, tương thích với các củ sạc có công suất lên tới là 18W. Tuy nhiên thì củ sạc đi kèm trong máy lại chỉ có công suất 10W mà thôi. Vì vậy nên là khi các bạn mà mua sản phẩm này muốn sạc nhanh hơn thì chúng ta buộc phải mua củ sạc từ bên ngoài. Điểm nâng cấp tiếp theo của phiên bản là Pro so với phiên bản Note 7 thông thường, đó là máy sẽ sử dụng cảm biến Sony như những tin đồn dò dỉ trước đây. Và cảm biến Sony này chính là IMX586 với độ phân giải là 48MP và cảm biến phụ thì vẫn được giữ nguyên là 50MP. So với phiên bản thông thường sử dụng cảm biến của Samsung thì cảm biến Sony này được cho là tốt hơn, giúp cải thiện chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng cũng như là khả năng zoom. Phía trước thì máy có camera độ phân giải là 13MP. Và cuối cùng đó là giá bán. Chiếc Redmi Note 7 Pro sẽ liên kệ đầu tiên tại thị trường Ấn Độ vào ngày 13 tháng 3 tới và mức giá cho phiên bản 4GB và 64GB bộ nhớ trong được quy đổi ra tiền Việt Nam khoảng 4,5 triệu đồng. Trong khi đó thì phiên bản 6GB và 128GB bộ nhớ trong thì giá của nó sẽ là 238USD, tương đương với khoảng 5,5 triệu đồng. Theo mình dự đoán thì sau khi có mặt tại thị trường Ấn Độ thì khoảng một tuần sau nữa thì nó cũng sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam cho những bạn nào đang quan tâm và muốn mua sản phẩm này. Và trên đây là toàn bộ những thông tin chính thức về chiếc Redmi Note 7 Pro, một phiên bản nâng cấp mạnh mẽ hơn so với phiên bản Note 7 thông thường với camera và hiệu năng. Và theo bạn thì các bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Chúng ta sẽ chọn mua chiếc Redmi Note 7 thông thường có sẵn hàng để lựa chọn luôn, hay là chờ thêm một chút, bỏ thêm một chút tiền nữa để mua được phiên bản Pro với cảm biến Sony được cho là chụp ảnh đẹp hơn và một chút hiệu năng đến từ chiếc S675? Thì hãy để lại bình luận của bạn ở ngay dưới video này cho mình mọi người biết. Và đừng quên tham khảo link sản phẩm của chiếc Redmi Note 7 đã sẵn hàng và đầy đủ màu sắc tại riêng của mình, tại link mình sẽ để phần mô tả dưới video này. Và video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.